Bốn dấu hiệu xuất hiện vào buổi tháng cảnh báo bệnh ung thư. Đầu tiên là giọng nói khàn, khó thở. Thì khàn tiếng và đau thắt cổ họng là một cái triệu chứng rất là phổ biến của bệnh ung thư phổi. Và đặc biệt nếu triệu chứng này xảy ra khi mà thức dậy vào buổi sáng sớm. Ở bệnh nhân có thể kèm theo những cái triệu chứng như là tức ngực này, khó thở, chóng mặt và kể cả người yếu ớt khó chịu như là thiếu dưỡng khí. Triệu chứng thứ hai đó là mệt mỏi. Cái tổ chức ở ung thư ở Anh người ta cũng cho thấy rằng mệt mỏi là cái tình trạng phổ biến ở những người bị ung thư. Có thể là do cái triệu chứng rắc rối nhất. Sự mệt mỏi có liên quan đến ung thư nhưng cũng có thể là ảnh hưởng của thể chất, cảm xúc và tinh thần của người bệnh. Mệt mỏi trong ung thư thường là kết quả của các tế bào ung thư lấy cạn kiệt những cái dưỡng chất, dinh dưỡng, dự trữ của cơ thể chúng ta để những cái tế bào ung thư nó phát triển. Đây gọi là hành vi trộm cắp những cái chất dưỡng chất. Này còn có nghĩa là cơ thể không còn những gì cần thiết để tự bổ sung và trở nên mệt mỏi. Mệt mỏi còn thể hiện rõ hơn ở những bệnh nhân ung thư máu. Vì sao? Vì những bệnh nhân này bắt nguồn từ tủy xương. Và tủy xương là yếu tố quyết định quan trọng nhất của việc gì ung thư. Vì nó chịu trách nhiệm sản xuất những cái tế bào máu, tế bào hồng cầu mang oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Triệu chứng thứ ba đó là buồn nôn. Thì tổ chức ung thư ở Anh người ta cũng lý giải rằng những người bị ung thư giai đoạn cuối thường có cảm giác là buồn nôn và nôn. Điều này xảy ra do gì? Có thể là điều trị bằng cái hóa trị hoặc là xạ trị hoặc là sự tăng cường những khu bị tắc nghẽn. Thực tế người ta thống kê đấy, 7 trên 10 người bị ung thư tiến triển cho biết rằng họ gặp cảm giác buồn nôn và nôn. Vì vậy, buồn nôn trở thành một cái dấu hiệu rất phổ biến những bệnh nhân ung thư. Nhưng mà tuy nhiên, cảm giác buồn nôn và nôn cũng có thể là tác dụng phụ khi mà dùng thuốc này hoặc là triệu chứng của những cái bệnh khác không liên quan đến ung thư. Nhưng mà chúng ta lưu ý này, buồn nôn và nôn vào buổi sáng là dấu hiệu rất là rõ ràng. Thấy căn bệnh ung thư nếu kèm theo những cái dấu hiệu như là mệt mỏi này, chán ăn, sụt cân và đặc biệt là ung thư vú. Cái tổ chức ung thư vú thế giới cũng là thấy rằng là ung thư vú có thể là di căn là cảm giác buồn nôn, mệt mỏi, đặc biệt là khi mà thức dậy vào buổi sáng. Dấu hiệu thứ tư đó là đau đầu. Theo một cái nghiên cứu thấy rằng khối u não ở Mỹ thì đau đầu là một cái triệu chứng rất là điển hình cho cái u não. Cơ quan này cũng tuyên bố nhức đầu là một trong những cái triệu chứng chính và phổ biến nhất của khối u não. Nhưng mà tuy nhiên có nhiều lý do khác nhau chúng ta đau đầu, ví dụ như đau đầu căng cơ này hay là buổi tối chúng ta không ngủ được cũng có thể gây đau đầu. Mà nhưng quan trọng là cái dấu hiệu đau đầu nó cái dai dẳng và nó khó khi mà giảm đau khi mà dùng thuốc. Và chúng ta lưu ý là cái đặc biệt là nhức đầu do khối u não có một số đặc điểm như sau, bao gồm cơn đau đầu diễn ra nghiêm trọng và dai dẳng, kéo dài nhiều tháng nhiều năm. Ngoài ra cơn đau nó có thể trở lên tồi tệ, đặc biệt trong những cái trường hợp mà vào buổi sáng sớm. Phát hiện sớm ung thư và đưa ra những phương án điều trị kịp thời giúp bệnh nhân có thể tăng thời gian sống và khỏi bệnh sớm. Mọi người nhớ lưu lại và chia sẻ để nhiều người chúng ta cùng biết nhé.